Đấy, bạn nhìn thấy con gà này không? Đấy. Nhớ. Lợn lừ này. Trêu nó, để tôi trêu nó nhé. Úi. Ý, xù lông rồi, xù lông rồi. Đập, ấp. Ái da. Nó đá. Ư. Ê à, xù lông lên. Úi giời. Đá này, xem đá miếng. Ê. Ai da. Này, đấy. Xù lông. Con này là tể tướng của đàn này. Nhìn cái màu đó này. Lần sau tôi sẽ quay video để làm thịt con này. Bạn đồng yêu. Làm trò thôi miên. Quay này nó hoa mắt, nó không làm gì được. Nó vẫn nó đá. Hoa mắt. Vẫn tỉnh táo lắm, chú vẫn tỉnh táo lắm. Né đòn, né đòn, né đòn. Vui không? Đấy, thấy không? Con gà. Cậu say rồi, cậu say đòn này. Cậu say đòn này. Chạy. Chạy. Con này già lắm rồi các bạn ạ. Nhìn dáng đi của cậu bệ vệ không? Cái lông cực kỳ đẹp luôn. Chào mày nhá, lần sau tao sẽ làm cái video về làm thịt mày.